Rồi, hello cả nhà đã quay trở lại với livestream trực tiếp của Thẩm Mỹ Viện Lọ Lem cũng như là Whiskin nha. Hôm nay là Tuyền có 15.000 cái trứng vịt, Tuyền sẽ phát cho những cái khu mà đang bị cách ly nha mọi người ơi. Cái này là phát cho những khu bị cách ly nha. Rồi, hello mọi người nha. Hôm nay là Tuyền có 15.000 cái trứng vịt cũng như là mấy tấn khoai lang. Thì hôm nay những cái khu mà Tuyền đã nói rồi á, các bạn ơi, Củ Chi mình không giúp tới được bởi vì là mình chỉ có duy nhất hai chiếc xe tải thôi nha mọi người, mình chỉ nhất hai xe tải. Thì bây giờ ưu tiên nhất là Bình Tân với lại Bình Thạnh giùm mình, cho địa chỉ giùm mình. Phúc ơi, chuẩn bị ghi địa chỉ giùm chị đi Phúc. Bình Tân với Bình Thạnh, cứ xin địa chỉ giùm chị nha, cho em xin 100 tấn với ship tiền em ở đâu em, chị đã ưu tiên Bình Tân với Bình Thạnh nha cưng. Ưu tiên trước Bình Tân, Bình Thạnh nha mọi người ơi. Đang đóng trứng luôn nè. Đó, bây giờ ưu tiên nè. Bây giờ Tiền đọc những người mà ưu tiên cho Phúc ghi lại đến hơi đi nha. Rồi, bây giờ Tiền sẽ ưu tiên cho em ở Bình Tân. Sao xin không được, chị ơi, em xin ai không được. Em chỉ mới hai ngày đầu tiên lại cho trứng mà xin không được. Cái gì cũng xin không được. Cái than vãn trên đây chị cho 300 hẻm đầu tiên nha mọi người nha. 300 cái hẻm đầu tiên. Thì em không có cho lẻ trên cái đơn này nha mọi người. Ở đây là em cho ví dụ cái hẻm đó cách ly 20 hộ thì em cho luôn 100-200 trứng gì đó, và để dành ăn luôn chứ em không có cho lẻ nha. Mình cho luôn một lần là một bịch 100-200 trứng chứ không có cho lẻ nha mọi người. Tại vì xe tải đi ngang con hẻm là cho, đi ngang con hẻm là cho nha. Rồi, em đang like anh ơi. Rồi, bây giờ nè, cái hẻm thất nghiệp nè mà bị cách ly nè. Rồi, bây giờ Ngọc Bích nè, số điện thoại Bình Tân, em đưa địa chỉ luôn em ơi. Hẻm 82 Văn Quế, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, ghi rõ cái địa chỉ thôi cho Lộc cầm giấy đi luôn nha. Hẻm 82 Lê Văn Quế, phường Bình Hưng Hòa. A. À, quận Bình Tân 0906 765 393. Một hơi nữa em Ngọc Bích em nhận được cái phần này đó, các bạn quay phim em lại để chị Tuyền ở nhà, chị Tuyền biết là em đã nhận rồi nha. Chứ nhiều người nhận rồi nó chưa nhận nha. Rồi, tiếp theo nữa là Thanh Nhiên. Thanh Nhiên khu em là ở 117 gì, Trân Thành Mai, Tân Tạo. A. À, quận Bình Tân, khu phố 3. Ưu tiên cho cái hẻm Văn Dây nha mọi người. Tại vì hẻm Văn Dây đã khó khăn cực khổ lắm rồi, ưu tiên cho hẻm Văn Dây nha. Số điện thoại 033 284 8212. Rồi, với lại những bạn sinh ngày hôm qua nè, để mình đọc trước nha mọi người ơi, mình đọc trước những bạn sinh ngày hôm qua. Cái này là của ít lòng nhiều nha, có 15.000 cái trứng nha, cho nên là mình chia. Rồi, hẻm 290 nơi Trăng Long nè, ưu tiên cái hẻm này đi. Nơi Trăng Long nè, em ghi ra hai bên, cái nào Bình Tân cho đi Bình Tân, nào nơi Trăng Long đi nơi Trăng Long. Nơi Trăng Long lọc qua đây. Rồi, bây giờ là cái hẻm nơi Trăng Long 290 nha. Đợi mình tí xíu mọi người ơi. Chia sẻ lượt xem cho nhiều người ở Bình Tân biết nè mọi người. 290 nơi Trăng Long Bình Thạnh bị năm hẻm, bị năm phong tỏa. Rồi, 290 nơi Trăng Long là 0914 733 030. 290 nơi Trăng Long Bình Thạnh nha. Bích Lan. Bích Lan. Mọi người vô xem á, thì mọi người chia sẻ cho những người khác họ biết để mà cái khu vực Bình Tân á làm Tuyền đi. Bây giờ Tuyền ưu tiên 150 suất ở Bình Thạnh và 150 con hẻm ở Bình Tân nha. Tiền cho hẻm, tiền cho số lượng lớn nha, chứ không có cho mà giống như từng phần giống như hôm bữa xin 3 phần, 4 phần nữa. Tại vì không có thời gian, tại vì cái xe tải của mình nhà có 2 chiếc thôi. Bây giờ là 15.000 trứng thì cứ chia đều ra cho em mượn bọc á. Đây nè, cứ một bọc về là 50 trứng thì tiền sẽ cho cách về để mọi người chia trong cái hẻm mình ra. Thì một hẻm ít nhất thì sẽ cho 50 đến 100 trứng nha. Tùy nhiều hộ hay ít hộ nha mọi người nha. Bây giờ tiếp theo là tiền đọc cái địa chỉ của người này nữa nè. Rồi, cho em 200 địa chỉ. 294 quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa. B.
quận Bình Tân, 35 phòng bị cách ly. Rồi số điện thoại nè, cái anh này tên gì không biết luôn, số điện thoại là 0914 629 615. Mọi người từ từ bình luận từ từ giùm em, tại vì nó bị em phải đọc bình luận từ từ cho nha mọi người nha. Rồi cái hẻm đó là một tí xíu nữa, bây giờ em ghi trên đây phần luôn nè. Cái hẻm này là tới 35 hộ lận cho 100 trứng 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 vịt. Rồi 100 trứng vịt. Rồi 20 kg khoai với lại 100 gói mì. Mọi người đợi tí xíu nha mọi người, mình cũng đang gấp rút để làm cho xong. Tại vì hôm qua có nhiều người họ đăng ký rồi, để bây giờ tiền đọc những cái họ tên của họ cái. Rồi tiếp theo là cái khu vực đây, xin một phần thì khó lắm, tại vì mình cho là cho giúp đỡ nhiều. Rồi 399 Đinh Đức Sơn, Bình Tân đúng không? 399 Bình Thành, phường Bình Hưng Hà B, quận Bình Tân, hẻm bị phong tỏa hơn 2 tháng rồi, chị ơi mong sự giúp đỡ. Rồi cái này là cho luôn 100 trứng vịt nè. Ok ok, lấy 100 thùng đi, thêm 100 thùng mì đi. Đây số điện thoại 0932 214 359. Cái này mình thông báo trên live nha mọi người, bà con cô bác trên live là em được có 15.000 trứng với lại là bao nhiêu mì đó, 2-3.000 gói mì với lại mấy tấn khoai lang, thì bây giờ có bao nhiêu em cho bấy nhiêu nha bà con. Thì người nào được hẻm nào được thì vui lòng là nhân viên em xuống á, mọi người quay phim lên giùm em cái để em ở nhà em biết nha. Giờ mình có chưa? Bao nhiêu sức thì cái bạn này là 100 trứng hộp dịch. Cái hẻm cho nguyên hẻm chứ không phải cho bạn đó không, bạn ra đại diện cho hẻm. Hẻm đó hình như là có mấy hộ, mấy chục, mười mấy hộ á. 100 trứng hộp dịch thì chia đều ra nha, ăn người vẫn được có chục trứng rồi. Với lại mì gói 20 kg khoai lang với lại mì gói. Rồi ok. Mình ghi bao năm, ví dụ như 50 phần. Rồi đây nè, Đặng Sơn cho em xin 24 phần. Khu em bị cách ly là 5-33. Cái này phải ra đầu hẻm mới lấy được nha em. Tụi chị cũng không có vô được lũi vô hẻm được nè. Ra đầu hẻm lấy giùm chị 5-33. Phùng Tá Chu An Lạc luôn hả? An Lạc A, Bình Tân. 0902 648 538. Rồi đợi tí xíu nha mọi người ơi. Rồi tiếp theo, rồi tiếp theo mình đọc Bình Tân trước nha, ưu tiên Bình Tân nha. Rồi bây giờ đợi chị Tiền mấy giây nè, nãy giờ chị Tiền đang lo cái trong cái điện thoại trước. Rồi tiếp theo là bạn không, chị sẽ cho khu cách ly trước em ơi, hẻm phong tỏa đây nè. Lina Trần nè, Soviet Nghệ Tĩnh nha. Lina Trần, gọi lực Bình Thạnh lên, Bình Thạnh lên. Soviet Nghệ Tĩnh là Bình Thạnh. Lina Trần nè, hẻm em xin 100 phần được không chị, phong tỏa 10 ngày nay không ai hỗ trợ. Rồi ok, Lina Trần cho nó luôn 200 trứng hộp dịch. Lina Trần. Rồi xong rồi, chút xíu mấy bạn làm tư liệu quay clip gửi về cho sếp rồi, nha. Lina Trần, 200 trứng hộp dịch. 09 36 81 7. À đúng rồi, đúng rồi. Ủa Lina Trần ơi, em ở đâu vậy? Cho em xin hẻm này được không chị, mà em có dưới không? Thủ Đức, chị đâu có qua Thủ Đức được đâu em, hôm nay là giao Bình Thạnh mà. Hẻm 11, thôi ghi luôn đi, hẻm 361, đường số 16, phường Hẹp Bình Chánh Thủ Đức, Nguyễn Thế Anh. Ghi vô luôn, ghi luôn đi. Đừng xóa số thôi, nó không biết. Rồi từ từ cũng tới rồi mọi người ơi, em cho từng hẻm mọi người yên tâm. Em không cho cái số lượng lẻ, em cho con hẻm mọi người đó, cử đại diện hẻm ra rồi cho nha. Rồi cho chị xin đi khu nhà trọ thất nghiệp 2 tháng nay ở hẻm đường Học Lãm, quận Bình Tân, 207-7-5, đường Học Lãm, quận Bình Tân. Đây mọi người, em cho là em đọc những cái người nào em cho là em đọc hết nha, quận Bình Tân, tại vì xe tải đi ngang là cho một lèo luôn. Xong địa chỉ cho em. Rồi 0936 814
794 nha. Rồi cái này là cho 100 trứng hộp vịt với lại mì với lại khoai lang, 20 kg khoai lang luôn. Rồi tiếp theo em ơi, chị cho từng quận trước, cái sức của chị ngày chỉ đi được 2 quận rồi em. Rồi Bình Tân nữa nè, Bình Tân tội nghiệp quá nè. Bình Tân ơi, vô đi Bình Tân ơi. Rồi tiếp theo Bình Tân nè, Yến Hà, Phạm Thi, khu em bị phong tỏa, mong mọi người giúp đỡ 30 phần rồi. 357 sẹt 12B, đường Bình Thạnh, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. Đường Bình Thạnh, đường Bình Thạnh, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. Rồi đọc số điện thoại luôn đi, để chị coi còn một số số không. Rồi, có số điện thoại là 0902 ok 600019. Rồi, ok, miếng hàng nha. Chắc Bình Thành á, đường Bình Thành á. Rồi, tiếp theo là bạn gì tên gì không biết luôn. Số địa chỉ là 339 Bình Thành, đi chung cái hẻm Bình